Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki ở mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình, và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến chương trình độc lạ Ấn Độ. Và không phải đến từ Bình Dương nhưng mà này độc lạ lắm anh em ạ. Và server Ấn Độ, và đúng như những gì họ đã hứa với game thủ ở bên server này, đó là họ sẽ bán lại tất cả thẻ vô cực đời cổ. Đấy, xã man luôn. Đấy, và hôm nay thì ở trong anh em nhìn thấy gì đây không ạ? Và cuối cùng thì thẻ vô cực cũng được lôi ra bán lại. Và theo bên Ghana, bên Ấn Độ thì họ sẽ chỉ bán lại cái này đến hết 31 tháng 12 thôi. Còn sau đó từ mùng 1 tháng 1 thì tất cả các cái đồ này sẽ nằm ở trong cái dương của cái thẻ Buya. Đấy, đây. Và tất cả, nhưng mà chắc là sản ra xác suất nó sẽ ra rất thấp. Thế nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cho người chơi có thể mua, đó là các bộ đồ thẻ vô cực từ mùa 1 đến mùa 5. Dã man luôn anh em ạ. Dã man, đây là gói Bushido. Đấy, gói Bushido, một trong những cái đồ cực kỳ hiếm ở server Việt Nam. À, không chỉ server Việt Nam, các server khác nữa. Tiếp theo là gói Kitsune. Và như vậy là đến cuối cùng, và sau rất nhiều 5 tháng không bán thì cuối cùng đã bán. Đấy, đây là thẻ vô cực mùa 2, thẻ vô cực mùa 3 này, thẻ vô cực mùa 4 này, thẻ vô cực mùa 5, gói hải tạc. Và đây, cái này nó là vòng quay tích lũy huy hiệu thôi. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ rất đắt. Đấy, mình nghĩ là 2.700 kim cương thì chắc chắn sẽ không đủ. Nó sẽ phải khoảng 4-5.000 kim cương gì đấy. Vì ở đây có tận 180 huy hiệu để lấy được thẻ vô cực mùa 1 và thẻ vô cực mùa 2. Còn thẻ vô cực mùa 3, 4, 5 thì sẽ chỉ ở 120 huy hiệu thôi. Ngoài ra có thể trúng tất cả các hình nền, tất cả các áo khoác, tất cả các đồ đến từ thẻ vô cực của 5 mùa ngày xưa, từ mùa 1, mùa 5. Rất hiếm. 5 mùa này nó bắt đầu diễn ra vào tháng 7, 8, 9, 10, 11 của năm 2018. Có lẽ thời điểm đấy nhiều người thậm chí còn chưa biết đến Free Fire. Đấy, dã man không anh em? Không thể nào mà chê với đâu được. Đấy, không thể nào mà chê với đâu được. Tôi nói với anh em là hết nước chấm luôn. Và gói hải tặc, một trong bộ đồ trông khá đuổi. Đấy, nhưng mà nó vẫn là đồ hiếm anh em ạ. Ok, đây, thẻ vô cực kiếm này, rồi hòm xác ngọc thạch này, khiên Ezit này, và rê gan này, dù cá mập xanh, đấy, dù hồng, ui dồi ôi, toàn đồ siêu của hiếm, bố của hiếm luôn. Đấy, cái thẻ vô cực mùa 2 nó cũng đẹp ở cái chỗ là cái quần của nó có biểu tượng của thẻ vô cực, ui dồi toàn 1, 2 với 3, không ổn rồi. Không giòn rồi, 1, 2, 3 này thì đảm bảo với anh em là không giòn luôn. 1, 2, 3 với 5, trời ơi, đắt thế, 400 kim cương một phát quay. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là nhiều người vẫn sẽ bỏ tiền ra để sở hữu những cái đồ này. Trời ơi, và này đúng đẳng cấp dân chơi luôn, đúng đẳng cấp dân chơi. Đấy, dân chơi không sợ mưa rơi, hòm xác hip hop đỏ này, một hòm xác cực kỳ hiếm ở trong Ghana Free Fire, tại vì nó là hòm xác của thẻ vô cực mùa 2. Đấy, cực kỳ hiếm luôn. Mà sau này các game thủ vẫn dùng cái hòm xác này rất là nhiều. Đấy, một trong những cái mà game thủ rất là thích. Ui dồi ôi, toàn 1, 2, 3, 97 mảnh. Và như vậy là tốn 2.400 kim cương. Đấy, dã man con ngan anh em ạ. Mà mới được có một nửa số lượng huy hiệu thôi. Đấy, mới được có 103. Như vậy là thiếu 70, thiếu 6, đúng rồi, 180 mà trừ đi 103, như vậy thiếu 77 huy hiệu nữa mới lấy được bộ Bushido, bộ Kitsune hoặc là hai bộ đồ thẻ vô cực mùa 2. Quá hiếm luôn ạ. Và như vậy là chúng ta phải tốn khoảng 5.000 kim cương nha anh em nhá. 5.000 kim cương để mà có thể sở hữu được ít nhất là một bộ. Ui, quả hòm xác của thẻ vô cực ngày xưa kìa. Đấy, ui xồi, chất lừ lự luôn anh em ạ. Và ui, và đây là cái hình nền của thẻ vô cực mùa 3. Thẻ vô cực ngày tận thế gì đấy. Quá ghê gớm. Đấy, đây rồi, vệ binh Hoàng Sa Nam, thơm. Đấy, vệ binh Hoàng Sa Nam, đây là đồ nam của thẻ vô cực mùa thứ 4. Đấy, tuyệt vời, vừa xong rồi chúng ta trúng cả quả lựu của thẻ vô cực mùa 5 nữa. Đấy, ở server Việt Nam tôi cũng không có thẻ vô cực mùa 1, mùa 2 nha anh em nhá. Đấy, mình không có thẻ vô cực mùa 1, mùa 2. Nên đang đợi ở bên Ghana bán lại để được mua đây. Đấy, ui, xôi, toàn một huy hiệu đây. Và như vậy đã đủ 180, mất đúng 5.000 kim cương nha anh em nhá. 5.000 kim cương đã ra đi, dã man.
5.000 kim cương một bộ đồ thì theo anh em là có đáng để sở hữu hay không? Đấy, cái này tùy đánh giá của anh em thôi. Nhưng cá nhân mình nghĩ là đáng sở hữu, tại vì đây là một bộ đồ ra cái đây 4-5 năm rồi. Đấy, ra cái đây gần 5 năm rồi. Và ui gói Kitsune. Đấy, bao gồm áo quần và guốc Kitsune, ngoài ra có cả mặt nạ nữa nhưng mà trong này họ không nói. Đấy, tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời, khoảnh khắc lịch sử của Free Fire. Đấy, khoảnh khắc lịch sử của Free Fire luôn. Nhưng mà cái bộ này ấy, thì cái tóc và cái mũ, à cái tóc và cái mặt nạ không tháo rời ra nha anh em nhá. Đấy, không tháo rời ra mà nó là chung một đồ luôn. À, trời ơi, khoảnh khắc lịch sử rồi. Đấy, khoảnh khắc lịch sử tuyệt vời không anh em? Quá tuyệt vời, không thể nào mà chê vào đâu được. Đấy, tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy, mốc son nhưng mà thế là chưa đủ nhá. Bán lại là chưa đủ, Gaina sơn lại thẻ vũ cực luôn. Đấy, xã man bán lại là chưa đủ, Gaina quyết định là sẽ đưa ra một sự kiện tên là Exclusive Gift vào ngày 25 tháng 12. Họ sẽ có những bộ đồ thẻ vũ cực được sơn lại. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây tất cả đều sơn theo một tông màu mới hết. Đấy, tông màu gold. Đấy, ngoài ra thì cái này là dành cho những game thủ mà đã mua thẻ vũ cực mùa 1 và đến mùa 5 từ trước ngày 21 tháng 12 thì không biết là có là đó là cái hình nền và cái avatar. Đấy, còn không biết là mấy cái bộ đồ sơn lại này thì sẽ hoạt động ra sao. Đấy, nhưng mà không chỉ là bán lại mà là sơn lại cả mấy bộ đồ ấy luôn. Dã man ạ, và mày Gaina chơi của ai quá lớn. Tôi nói với anh em Gaina chơi của ai quá chất. Đấy, bộ đồ mùa 1 nhá, chúng ta sẽ sơn lại màu vàng gold. Bộ đồ thẻ vũ cực mùa 2 sơn lại quá đẹp kìa. Đấy, sơn lại màu gold đỉnh của chóp luôn. Thẻ vũ cực mùa 2 và thẻ vũ cực mùa 5 sơn lại màu gold đỉnh của chóp luôn anh em ạ. Và màu gọi là đẹp vàng đen chất. Nó phải nói là chất như nước cất. Thì chúng ta sẽ chờ xem những cái quà exclusive gift này nó sẽ hoạt động như thế nào. Tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Nhưng cái này nó sẽ là quà, nó sẽ là phần gọi là độc quyền dành riêng cho những người đã mua thẻ vũ cực từ trước rồi. Đấy, nhưng mà tôi phải nói với anh em nó quá chất anh em ạ. Chất quá, chất quá. Server Việt Nam phải ra ngay nhá. Đấy, và có một thứ chất tương đương như thế, đó chính là Riaki Store HN, nơi bán rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ồn, tai nghe phục vụ cho các bạn game thủ chơi Free Fire, chơi PUBG, tai nghe mạc. Giá của nó thì không bằng một cái thẻ vũ cực. Đấy, nhiều có một số tai nghe như tai nghe BO3 hay là tai nghe GB nó chỉ có 69 và 79 nghìn thôi. Mua một tai nghe bất kỳ tặng ngay một con mô hình mini. Đường link tham khảo Shopee Riaki Store HN, Riaki Store HCM nha anh em. Nào, vào game, vào game. Ui, thẻ vũ cực mùa 1 này, thẻ vũ cực mùa 1 này đánh giá rất đẹp, đó chính là cái nơ. Cái nơ con nhân vật ấy nó phải nói với anh em là chuẩn chỉnh luôn. Thấy chưa? Anh em nhìn trong mặc bộ đồ thẻ vũ cực mùa 1 nó vẫn có một cái độ đẳng cấp. Đấy, nó vẫn có một cái độ đẳng cấp nhất định ạ. Nhưng mà ở bên server Ấn Độ này thì chắc là nhiều người cũng sẽ sở hữu nó. Đấy, chắc là nhiều người cũng sẽ mua và sở hữu nó. Nhìn chất như thế này cơ mà. Chất như thế này cơ mà. Quá chất rồi bạn, nó cất luôn. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đẹp chưa? Cái bộ này nó lại vừa đẹp nhé, nó lại vừa sexy, nó lại vừa trông, nó lại vừa trang nhã. Đấy, trông nó lại vừa đủ đẹp. Đấy, lại dễ phối đồ nữa. Bộ này mà đi phối đồ thì còn chê vào đâu nữa. Bộ này phối được với rất nhiều váy, áo, các thứ ở trong Gaina Free Fire. Đấy, chưa kể là một số những cái đồ khác trong thẻ của mùa 1 như là ngày xưa ấy. Ví dụ cái ván hoa anh đào này, hay cái hòm xác hoa anh đào này, đều là những cái đồ rất là hot, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Và cái thẻ vũ cực mùa 1, mùa 2 ngày xưa ấy là nó không phải là 225 huy hiệu đâu, mà 175 huy hiệu là có thể mở tất cả các mốc của thẻ vũ cực này rồi. Đấy, hồi đấy thẻ vũ cực nó hoạt động khác. Sau đó đến thẻ vũ cực mùa 3 thì nó mới nâng lên nhiều. Đấy, thì nó mới khác đi. Nó mới giống thẻ vũ cực thời điểm hiện tại. Trước đây ấy thì thẻ vũ cực nó hoạt động đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, xịn sò. Tôi phải nói anh em quá sức xịn sò với cái sự kiện này ở bên server Ấn Độ. Thì không biết là server Việt Nam chúng ta sẽ có cái sự kiện tương tự như này hay không. Đấy, không biết là có không. Tôi nghĩ chắc là có. Tôi nghĩ chắc là phải có thôi. Tại vì server nào chắc chả phải có. Đấy, server nào chả phải có. Chẳng lẽ không có lại dở. Không có thì lại quá dở luôn. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí của Ri Cà Khịa, streamer Cà Khịa nhiều nhất Việt Nam. Đâu rồi? Và đẩy qua bên phải à? Và một khi mặc đồ thẻ vũ cực này vào rồi thì các bạn lấy cái gì mà đỡ? Lấy gì mà đỡ được tôi? Lấy gì mà đỡ được tôi? Kiểu gì cũng thằng chuẩn bị nhảy lên. Nói có sai đâu. Nói có sai đâu. Trèo lên đấy là dở rồi. First blood. Đấy, first blood. Ơ thế team địch trông đỡ yếu ớt đấy nhở? Đấy, team địch buông xuôi à? Và trông đỡ yếu ớt. Thấy mình có đồ thẻ vũ cực mùa 1 không trông đỡ đấy à? Và thế này trông đỡ yếu ớt quá nhở? Đẹp không anh em? Vẫn là đẹp.
bộ này này, với bộ Bushido này, với bộ Nam của thẻ vô cường mùa 2 này, là ba bộ đồ thì coi là hot nhất trong ngàn là Free Fire. Đấy, không biết là nếu mà thực ra là nếu mà bán với cái giá như này tôi nghĩ nó vẫn là đồ hot đấy. Đấy, bộ này mua 5.000 kim cương một bộ nhá anh em nhá. 5.000 kim cương. Đấy, tôi nhắc đi nhắc lại anh em nhớ con số đấy. Đấy, nhắc lại anh em nhớ con số đấy. Gọi là đỉnh luôn. Gọi là dã man con ngàn. Nó lại như thế, nó lại không hề đơn giản một tí nào. Rồi, một pha đẩy lên đến vị trí Ori gà kia. Streamer gà nhất Việt Nam, nhiều thằng gà hơn tôi anh em ạ. Thề luôn, mà bên Ấn Độ nhiều thằng gà hơn mình cái chắc. Đứng giữa đường với chúng tôi này. Đứng giữa đường với chúng tôi. Đứng giữa đường này. Đấy, địch có A đuổi lắm rồi. Đấy, địch có A đuổi lắm rồi. Chắc là nó cũng không có gọi là động lực để chiến đấu rồi. Buồn thế. Và sao các bạn này thi đấu nó lại kém hiệu quả. Một thằng đấy, nó AFK nơi chịu. Đấy, nó lại còn AFK nơi chịu thật sự đấy. Đâu còn thằng nào nữa. Úi giời, nó lại chết rồi. Và chết hết rồi. Úi giời, chả còn ai để mà bắn nhau cả. Đấy, một đâu một năng trốn đi đâu. Và trốn đâu bạn ơi. Bạn nào trốn ra đây cái nhỉ. Và ra đây đừng để đến lúc mà cờ lu của tớ hồi tớ lại phải quét máy quét thì nó lại hơi buồn. Đấy, đừng để tớ bực, tớ lại nóng máu. Đấy, đâu rồi, AFK hết rồi anh em ạ. Nó AFK rồi, ok. Thì cảm ơn anh em theo dõi video này nha. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki, thấy những video của mình lành mạnh bổ ích, đừng quên mà để lại mình một like, một subscribe, là đẹp trai và được xinh gái. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.